Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các ngươi thấy mây kéo lên phía tây, các ngươi nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Nhưng kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xem xét cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kèm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi nói về dấu chỉ của thời tiết thì ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: Con đàng đông vừa trông vừa chạy, cơn đàng nam vừa làm vừa chơi. Hay chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khen ngợi những người Do Thái về khả năng tiên đoán thời tiết. Tuy nhiên, Ngài lại khiển trách họ chỉ biết dự báo về thời tiết, còn không biết dùng khả năng vốn có của mình để sử dụng vào lĩnh vực cao hơn. Hỡi những kẻ giả hình, các người biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các người lại không tìm hiểu? Như thế, Chúa Giêsu muốn nói rằng, sự xuất hiện của Ngài ngang qua các hành động và những lời giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu chính là đấng thiên sai đến để cứu thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi cái chết đời đời, và đem lại cho con người hạnh phúc viên mãn. Đây chính là một dấu lạ vĩ đại cả thể, nhằm loan báo triều đại Thiên Chúa đã đến và đang hiện diện giữa nhân loại thì họ lại không tin, không nhận ra. Tại sao vậy? Họ mong đợi nơi đấng cứu thế là một người hùng, là đấng giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc, phải là người giỏi giang về binh đao, và xuất xứ của đấng ấy phải là quyền cao chức trọng. Vì điều họ mong chờ hoàn toàn theo kiểu trần gian, nên đã làm cho họ không nhận ra khi Chúa Giêsu xuất hiện trong một gia đình nghèo nàn tầm thường. Ngài đến trong thân phận là một con người để phục vụ và đứng về phía người nghèo, tội lỗi, người không có tiếng nói. Đường lối cứu độ của Chúa Giêsu lại là con đường khổ giá, khiêm nhường và hiền hậu. Và sự nghiệp giải phóng của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho một quốc gia, một dân tộc nào, mà là cho hết mọi người. Tất cả những điều đó họ đã không nhận ra, nên họ không màng đến những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài. Vì thế họ không sám hối, cũng không cần thay đổi đời sống. Ngày hôm nay trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do Thái khi xưa phóng chiếu một vị Thiên Chúa phải đứng về phía mình, mặc cho điều mình làm có đúng hay sai. Cũng vẫn còn đó những người luôn có khái niệm mọi thứ tự nhiên mà có. Đôi khi có những bất trắc trong cuộc sống như tai nạn, bệnh tật, ốm đau và cả cái chết. Ấy vậy mà chúng ta được chữa lành thay vì tạ ơn Thiên Chúa, cải hóa đời sống và trung thành với Thiên Chúa thì lại vui vẻ cho rằng mình gặp may rồi, cũng không thiếu những lúc ta ích kỷ đến độ không hài lòng với người anh chị em của mình khi họ gặp điều thuận lợi hơn ta. Suy điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chính lời của Ngài trong tin mừng.
đồng thời luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua sự quan phòng kỳ diệu của Ngài trong cuộc sống, qua các biến cố vui buồn sướng khổ, thành công hay thất bại của chúng ta. Mặt khác, hãy lo sám hối, cải thiện đời sống và quay trở về với Thiên Chúa một khi đã nhận ra tình thương của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con vô bờ. Xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa và biết sám hối, ăn năn, cải thiện đời sống để xứng đáng trở thành con Chúa và anh chị em của nhau. Amen.